Dạ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn yêu thích mai vàng trên cả nước cô chú anh chị. Hôm nay em tiếp tục trở lại với chỗ anh Cường chia sẻ cùng cô chú anh chị mình cũng một clip phôi mai cũng đặc biệt sưu tầm ha cô chú anh chị ha. Mai tứ quý, mai tứ quý quái nha cô chú anh chị ha. Chỉ cần quái rồi đế nôm ha cô chú anh chị. Rồi, những cây hoành lớn có luôn. Hôm nay cũng khá là nhiều cây đặc biệt sưu tầm ha cô chú ha. Có mai vàng đế cũ luôn ha, mai vàng tứ quý gì đủ thứ hết nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi kính chúc cô chú anh chị xem clip thật là vui ha. Nếu khi nào có gì thì cô chú anh chị liên hệ với anh Cường dùm em nha. Đó, cây này là cây xù nha quý cô chú anh chị, xù đế cũng luôn. Cái này thì có hai phong cách chơi ha, chơi phơm cao với một cụ mai lão nữa. Mai đảo rồi, mình xin phép cho clip nha quý cô chú nha. Dạ, em xin chào anh Cường ơi. Anh chào em, Cường xin chào tất cả các bạn đam mê mai vàng, mai tứ quý trên cả nước. Lời nói đầu tiên thì Cường cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua. Cường cũng mong các bạn lại ủng hộ tiếp cho Cường để Cường có động lực lại đi tìm, đi săn những cái cây đẹp về cho các bạn lựa. Hôm nay Cường lên một số cây tứ quý, có mấy cây mai vàng. Có gì các bạn ghé kênh ủng hộ kênh để ủng hộ cho Cường. Cường xin cảm ơn. Không mất thời gian của các bạn, Cường vô clip luôn. Cường đo thông số cho các bạn nhé. Số 1 nha quý cô chú anh chị. Mát số 1. Cây tứ quý ha. Một cây tứ quý. Tứ quý theo phong cách cổ. 119. Hoành đây là được 32. Dạ, hoành 32. Rồi để nôm nha cô chú anh chị. Mười 180. Còn nôm là được 43. Dạ. Sổ nôm 43. Cây mã số 1 mình giao lưu nhiêu anh? Cây mã số 1 này Cường xin giao lưu với các bạn là 14.500.000. Dạ, 14,5 triệu nha cô chú anh chị nha. Chỉ cành quái ha. Để nôm luôn. Để nôm chỉ cành quái. Cây này nó chơi theo lối cổ các bạn. Lối cổ người ta chơi cây nó từ nhỏ được uốn chỉnh sửa. Cường cây này một số co lắc ha cô chú anh chị ha. Đó. Cây này Cường bao ship tới Bình Dương, Đồng Nai cho các bạn nhé. Cường đi xe tải. Dạ rồi em đổi luôn. Dạ mã số 2. Một cây tứ quý siêu chân dài của chú anh chị ơi. Chân mình là siêu dài nha. Chân dài đến nách. Cây này chân dài đến cổ luôn. Chiều cao là được 96. Dạ chiều cao 96. Nơm sổ là được 67. Dạ. Nơm sổ 67. Hoành tại vị trí này là được 34. Hoành 34. 34 cũng có chi vót đọt nhỏ. Đây được 9. Hoành bầu là được 155. Yeah. 155. Cây tứ quý mã số 2 này Cường xin giao lưu với các bạn là 15.900.000. Dạ, 15.900.000 nha quý cô chú anh chị nha, siêu chân dài luôn ha. Siêu chân dài. Cường bao ship tới Bình Dương, Đồng Nai cho các bạn. Này cũng đáng sưu tầm chơi chân dài nha cô chú anh chị nha. Nó chi cạnh ở trên đây ha. Đó. Cái này cũng khá là lộc phong, chia cũng đẹp. Phủ khá là lớn tàn nha cô chú anh chị. Nó như là dạng núi á. Dạ, trời. Cây rất đẹp. Dạ. Rồi mã số 3 hàng khủng nha cô chú anh chị. Cây này cũng hàng sưu tầm ha. Cây tứ quý phơm tàn chi cành đầu vàng xương dữ lắm nha cô chú anh chị, hòa quyện nhau ha. Cái này giống phu thê nha cô chú anh chị. Hàng số 3. Dáng phu thê lại có hai vợ chồng ba đứa con. Hơi vỡ kế hoạch chút nhưng mà chắc là giờ nhà nước cũng chấp nhận. Chiều cao 109. Cái này là giá khá là kháng khích cô chú chị, rất là đặc nha. Hoành được 54. Dạ hoành 54. Đó, nồi để đặt luôn như cái chuối. Để đặt luôn. Đặt khít đây này kìa. Đó cái củ đặc kẹo luôn là được 150 này. Dạ, 150 như cô chú anh chị. Hết thước. Còn đo tổng này. Dạ. 220. Dạ. Đo tổng 220. Dạng xương tứ diện mà thăng lắc như cô chú anh chị ha. Những cái này Cường để đây để về các bạn ghép á, ghép làm cây tửa. Dạ. Cây con á, nếu về các bạn mà thích thì để, hay không thích cắt đi cái là nó sạch cây. Có thể mình ba tử, mình không thích ba thì mình lựa 2 thôi. Đó, cái này ở mặt bên này, cây này đẹp lắm các bạn. Cái này rất là đáng sưu tầm về nồi đế, về dàn chi, dàn xương, về ý nghĩa của chú anh chị. Về rất là đẹp luôn. Hai vợ chồng ôm chặt lấy nhau từ dưới lên đến trên, chi cảnh. Ôm nó quyện rồi. Đế lực, đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đế thì đế củ. Cái này mình giao lưu nhiêu anh? Cây mã số 3 này Cường xin giao lưu với các bạn là 19 triệu. Dạ, 19 triệu nha cô chú anh chị. Cây mã số 3 ha. Cường bao ship tới Bình Dương, Đồng Nai cho các bạn. Cây nha cô chú anh chị ha. Cái dàn chi cành nó rất là nhạt ha. Cái dàn chi cành này về đóng bo cái sướng lắm. Dạ, rất là dày, rất là nhạt nha cô chú anh chị. Ra kín cây luôn. Đây. Để Cường đo cái sổ cho các bạn. Gọi là có tí sổ. Được 35. Yeah. Còn nếu đằng này nó hơi bài bài ra, nó lên tới 42. Yeah. Đẹp, cây đẹp. 19 triệu nha cô chú anh chị. 19 triệu. Dạ rồi, mã số 4. Mã số 4. Tứ quý dáng bay nha cô chú anh chị. Hoặc là dáng siêu hồi gì đó ha. Cái này cô chú chị trồng hai cách nè. Mình cho hai bay xíu nha, cũng được nha. Cây này dáng bay đẹp lắm mà nhỉ. Nó như cây vũ sữa. Bay của nó là 117. Yeah. Cây này được 47, 48 yeah. Gọi 47 đi. Còn nếu đó hơi gọi là củ rễ là nó tới 53. Yeah. Mình đo vậy thôi. Cây này đẹp các bạn. 170 hoành đế. Pot đọt. Pot đọt được 14. Chi nhỏ này được 11. Đẹp. Cây này dáng rất phong cách. Dạ, cây mã số 4 nha cô chú anh chị. Hoành lớn ha. Có tàn bay khéo nha cô chú anh chị. Chi cành rất đẹp luôn. Chi cành lực. Cái nhìn này mình giao lưu nhiêu anh? Cây mã số 4 này Cường xin giao lưu với các bạn là 12 triệu. Cường bao ship tới Bình Dương, Đồng Nai. 12 triệu nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 4 ha. Cây rất là lực cây như cô chú anh chị. Cây lực cây lắm. Đẹp. Dạ, rồi. Nhìn ngoài nó phê lắm các bạn. Dạ, mã số 5. Mã số 5. Rồi tứ quý nha quý cô chú anh chị. Một cây dáng trực lắc nồi đế đẹp nha. Đó. Mã số 5. Chiều cao là 87. Trực lắc các bạn. Hoành là được 32. Hoành bầu 150. Sổ. Sổ được 46. Phót đọt được 14. Cây từ quý mã số 5 này Cường xin giao lưu với các bạn là 9.600.000. Dạ, 9.6 nha quý cô chú anh chị nha. Để quý mã số 5 ha. 5. Rồi để rất khéo, thân thì lắc ha cô chú anh chị. Cốt cành, cốt chi này cô chú anh chị đóng là nữa nó liền chi được liền cốt luôn đó. Rất là nhanh. Dạ. Nó nâu ra một cục nữa ha cô chú anh chị thì nó bít luôn ha. Dạ rồi, đổi giùm em luôn. Dạ mã số 6. Cũng là tứ quý nha cô chú anh chị ơi. Mã số 6. Cái này về thế luôn ha. Cây tứ quý nhìn nó khoái. Cái này phong cách lạ nha cô chú anh chị. Cái lạ lạ xíu ha. Chơi nó không. Cường những cái đồ kiểu như này Cường thích lắm. Chiều cao bằng 69. Hoành tại vị trí này được 30. củ đặc là được 124, sổ nơm là được 39. Đẹp lắm các bạn. Đẹp. Cây rất là dễ thương nha các chú anh chị. Cây nó nằm ở lu đẹp. Thực sự cái bộ rễ này nó cọng này, nó bự này. Chơi nổi bật. Mã số 6 này Cường xin giao lưu với các bạn là 7.900.000. 7.9 nha quý cô chú anh chị nha. Đó. Về các bạn ghép chừng 6 bo. 6 bo, 6 7 bo gì đó. Có các vị trí ghép hết. Dạ rồi. Dạ, mã số 7. Mã số 7. Rồi, một cây tứ quý lùn lực nha cô chú anh chị, ngồi đấy đặt luôn ha. Cây này lùn lực. Chiều cao là được 45. Hoành tại vị trí này là được 43. Hoành bầu đặc là được 145. Cái này củ đặc thì đặc kẹo luôn được 116. Sổ cái này, sổ được 25. Mã số 7, Cường xin giao lưu với các bạn một cây tử quý 8.500.000. Dạ, 8.5 triệu. Lùng lực đế đặc nha cô chú anh chị nha. Lùng lực nhưng một cái bệ đế dữ lắm ha. Cây về các bạn đưa vào cái chậu sư chơi. Dạ. Nó lộ một khối rồi đế luôn nha cô chú anh chị. Đế gì đặc không ha. Trên này thì nó nở một khối ha. Khối. Dạ. Hỏi giùm em luôn. Mã số 8. Này là đế cũng rất là khủng luôn nha quý cô chú. Đó. Này nở kính luôn rồi nè cô chú anh chị nha. Chiều cao là được 54. Hoành tại vị trí này được 29 rưỡi, gọi là 29. Củ đặc 170. Sổ 39. Quát đọt 10. Cây mã số 8 này Cường xin giao lưu với các bạn là 12 triệu. Dạ, 12 triệu nha quý cô chú anh chị nha. Mã số 8 ha. Cường bao ship tới Bình Dương, Đồng Nai cho các bạn. Cái nồi đế này rất là dữ nha cô chú anh chị. Nồi đế này dữ lắm mà cọng nó bự. Đế rất là cổ luôn. Về các bạn đừng cắt giật nữa vì Cường sửa đến đây là tới rồi. Dỡ bầu là đưa vô chậu là trồng luôn. Dạ. Dạ rồi, đổi cho em. Hết biết cái nồi đế nha cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã số 9. Mã số 9. Mã số 9 là một cây mai xù như cô chú anh chị nha. Cây mai vàng xù. Cây này thì có hai cách chơi ha cô chú anh chị. Chơi lùng lực cũng được ha. Thì nó giống như con thú, chơi cao thì giữ luôn ha. Nếu chơi lùn về các bạn tán vị trí này. Dạ. Đúng tay. Đó. Là nó sẽ ra con thú. Dạ. Đó, ra con thú ha. Thú rất là đẹp. Và nếu thích chơi tông cao này thì đây là con thú mà trên này là cái lọng, cái ô á. Yeah. Cái lọng Trạng Nguyên về làng á. Con thú đưa Trạng Nguyên về làng á. Có lọng. Chiều cao là 89. Hoành tại vị trí này là được 51. Yeah, 51. Sổ cóc hết. Thường đo ở cái vị trí trên này để các bạn tham khảo nhé. Trên này là được 41. Dạ, 41 này cô chú anh chị. Đó. Nhưng mà đo hoành là đo ở dưới chứ không đo ở trên này. Hoành bầu là được 133. Cây mai vàng mã số 9 này Cường xin giao lưu với các bạn là 12.900.000. 12.9 triệu nha quý cô chú anh chị nha. Một cây mai xù ha. Cây mai xù. Mai xù, đế đẹp con dáng thú nha cô chú anh chị. Đế rất đẹp. Hoành của nó tới 50 các bạn. Này không có mặt cắt ha cô chú anh chị. Không có tí mặt cắt. Sù sù cộ lên hết từ trên xuống. Lại có đế nữa. Về các bạn nào chơi bonsai táng phát đấy đi. Lấy cái này cái đuôi ra còn trên. Sù. Dạ, mã số 10. Mã một số cây 10. Sù, củ sù như cô chú anh chị. Đế nở củ sù một cây nhánh trực tàng thông ha, hoành lớn cô chú anh chị. Cây này tầm bonsai đại ha. Bonsai đại. Nhánh trực tàng thông, đủ chi cành rất là đẹp. Chiều cao được 93. Chi cành nuôi vú bò nha cô chú anh chị. Hoành tại vị trí này là được 51. Dạ, hoành là 51 ha. 51. Sù này. Củ sù nha cô chú anh chị. Đang bắt đầu xù từ dưới lên. Hoành bầu 180. Mình đo cái vót đọt để các bạn biết. Vót đọt được 20. Thoát thân là được 20. Cái này cũng có nu rú bò này. Nu rú bò. Cây rất đẹp các bạn nhé. Cây rất lực như cô chú anh chị. Sù á. Bắt đầu sủ trải ở dưới cổ này. Đó. Cái này mình giao lưu nhiêu anh? Cây mã số 10 này Cường xin giao lưu với các bạn là 13 triệu. Dạ, 13 triệu như cô chú anh chị ha. Chỉ cần nuôi vú bò ha. Cường bao ship toàn quốc cho các bạn. Dạ, 13 triệu một cây củ sụ như cô chú anh chị. Đế đẹp ha, đế cũ luôn nha. Đế đẹp. Dạ rồi. Cái cây mã số 9 nãy Cường cũng bao ship toàn quốc. Mã số 11. Cây mai vàng cô chú chị ơi, đế quái nha cô chú chị. Mã số 11. Mai vàng, đế quái. Lùng lực luôn cô chú chị ơi. Mai vàng quái. Đế quái. Chiều cao là được 57. Hoành tại vị trí này được 39. Dạ, hoành là 39. Cường đo cao cho các bạn. Hoành bầu 190. Vót đọt 20. Cây đẹp lắm. Cây mai vàng mã số 11. Cường xin giao lưu với các bạn là 7 triệu 900k. 7 triệu 9 nha quý cô chú anh chị nha. Mai vàng mã số 11 ha. Cường bao ship toàn quốc cho các bạn. Yeah. Rồi để quái quái nha cô chú anh chị. Dạ rồi, đổi giùm em luôn. Mã số 12. Mã số 12. Mai vàng nha quý cô chú anh chị. Một cây đế nôm ha. Cộng rễ rất là vàng luôn nha cô chú anh chị. 12. Chiều cao được 56. Hoành tại vị trí này được 35. Hoành bầu là được 150. Sổ nơm là được 35. Mã số 12 này Cường xin giao lưu với các bạn là 6 triệu đồng. Dạ, 6 triệu nha cô chú chị nha. Mai vàng đế nơm mã số 12. 12. Cường bao ship toàn quốc cho các bạn. Dạ, rồi đổi giùm em luôn. Dạ, mã số 13. Mã số 13. Củ lùng lực nha cô chú anh chị nha. Cái này bonsai để bàn hàng lùng lực luôn cô chú chị. Hàng lùng lực mai vàng. Tam tài ba thân. Chiều cao là được 32. Đo hoành tổng, đo thế này chứ, đúng không? Xong rồi đoạn tính sau. Hoành tổng là được 49. Thứ hai là được 35. Cái này thứ ba là được 23. Sổ được 22. Cắt ở trên này 19. Những cái kia nhỏ hơn. Cây mai vàng mã số 13 này Cường xin giao lưu với các bạn là 3 triệu 200k. Dạ, 3 triệu 2 nha cô chú anh chị nha. Cường bao ship toàn quốc. Cây rất đẹp. Dáng nó bài bài. Cái đế vàng khéo dễ luôn. Để vàng rất là đẹp. Dạ rồi. Nó bè bè ra. Xuống. Rồi mã số 14. Mã số cái này 14 à? Đúng. Mã số 14 nha cô chú anh chị nha. Cái cụ mai quái ha. Chân rất là dài nha cô chú anh chị. Cái này mình chơi dáng thác đổ được ha. Cái này chân rất dài, chiều cao bằng 59. Hoành tại vị trí này được 39. Là ta kêu bằng trực huyền hả ta? Trực hoành. Một cây lớn được 23. Hoành bầu là được 116. Nơm là được 39. Vót đọt là được 15. Cây này đẹp, nó cao. Cái trục hoành rất là khéo nha cô chú anh chị. Rất là khéo nha. Có cái cây như thế này ha. Mà ở dưới rễ này bắt đầu nó trứng lên này. Đó. Cái rễ bắt đầu nó sủ trứng. Thấy rất đẹp rồi. Rễ cộng vào bức. Mã số 14 này Cường xin giao lưu với các bạn cây mai vàng này là 5.600.000. 5.600.000 nha cô chú anh chị. Mã số Cường bao ship toàn quốc. Mã số 14 2 cây phu thê ha cô chú anh chị nha. Phu thê chồng cũng vợ ha. Vợ cõng chồng. Vợ cõng chồng. Đấy, vợ nhỏ hơn mà chồng thì lớn hơn này, ở trên này. Chồng nhỏ hơn vợ cũng có mà. Tùy cô chú anh chị nói cho vui xíu ha. Lúc này khả năng là xỉn. Xỉn. Rồi em đợi. Dạ, mã số 15, một cây tứ quý nha cô chú anh chị. Quý giáng thú ha. Chiều cao là được 69. Hoành tại vị trí này là được 27. Dạ, hoành 27. Hoành bầu là 128. Cái này nó thú sổ được 26. Một cây dáng thú, cây mai vàng cây mai từ quý mã số 15. Cường xin giao lưu với các bạn 3.200.000. 3.200.000. Một cây dáng thú đế đẹp nha cô chú. Đế rất đẹp, dáng thú từ quý nhé các bạn nhé. Vì vừa rồi có một số anh cứ bảo Cường ơi kiếm một số cây nhỏ nhỏ về các anh lựa. Mới tập chơi. Dạ rồi, đổi giùm em luôn. Mã số 15, từ bao ship toàn quốc. Mã số 16. Muốn tứ quý luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ, tứ quý mã số 16 ha, một cây dáng trực nha cô chú anh chị. Tứ quý mã số 16, một cây dáng trực. Cây này chi cành nó đều. Chiều cao là được 89. Hoành cái cây hoành cổ này. Đẹp không các bạn? Nhìn rất đẹp nha. Được 37. Đo ở trên này đi. Được 31. Hoành bầu 136. Mã số 16 này, cây từ quý này Cường xin giao lưu với các bạn bằng 3.800.000. Dạ, 3.800.000 nha quý cô chú nha. Cây tứ quý mã số 16. Cây rất đẹp các bạn nhé. Có đủ chi. Đó, chi rất dài. Cũng dáng thú luôn. Dạ, rồi đổi giùm em luôn. Mã số tiếp theo 19. 18. 17. Mã số 17. Mã số 17. Rồi cây này cũng theo phong cách phu thê quý bà nha cô chú anh chị nha. Quý cô mình mua cái này tặng chồng về, cái chồng ghép lại cho mình ha. Cái dáng này dáng kiều nữ nha cô chú. Chiều cao là được 86. Hoành tại vị trí này được 27. Hoành bầu là được 106. Sổ là 28. Cây đẹp lắm. Hai vợ chồng cuốn quýt này, không rời luôn. Ông chồng này khó mà chạy. Thật đó. Đấy em nhìn thấy mà. Uốn kiểu này sao mà chạy nổi. Chia cành đều luôn như cô chú. Chia cành đều. Mã số 17. Có một cái cành gớt này thì cô chú chị muốn để dài hoặc cắt ngắn xíu để mình giữ bo ghép lại ha. Mã số 17 cây mai Từ Quý này Cường xin giao lưu với các bạn là 3.400.000. Dạ. 3.400.000 như cô chú anh chị. Cường 3 ship toàn quốc. Cũng khéo cây ha, cũng hơi lạ ha. Lạ cây á. Dạ. Cũng không mới ai đã làm cây Từ Quý mà nó ôm từ dưới lên trên kiểu này. Dạ rồi. Mã số 18. Cây Từ Quý mã số 18 nha cô chú anh chị. Số 18. Đây là cũng dáng bonsai ha. Chiều cao là được 53. Hoành tại vị trí này 23. Hoành bầu là được 104. Sổi của nó được 23. Mã số 18 cây Từ Quý này Cường xin giao lưu với các bạn là 2.900.000. Dạ 2.900.000 nha cô chú anh chị nha. Từ Quý mã số 10. Dáng rất nghệ thuật nha. Vì các bạn để vậy được hay các bạn hơi trồng hơi chút thế này này. Dạ. Đó thì là cái điểm thân này nó đứng lên. Nó đứng nhưng mà nhìn cây nó lại xuống. Cái này như chắc sửa đổ được nha cô chú. Ừ, nhìn nó rất là đẹp một cây Từ Quý. Đó, nên là mình sửa đổ được nè. Các bạn sửa vậy này. Còn nếu mà mình để này thì cái này nó lại hơi cong bay ấy, nó không thẳng. Mình lấy thẳng tâm này, thẳng này, bay hớt ra thì có cái... Cô chú anh chị nào liều thì mình về mình cắt ngang đây ha, quất đổ luôn ha. Quất đổ chứ không, nhiều cô chú anh chị em thấy cũng phá thế cũng thì tức đó. Là quất đổ thì mình đưa thế này thôi là nó đổ. Cái đó là vừa đó. Ừ, thì gọi là đổ. Mình tì cái miệng chậu nó vào đây này. Dạ. Miệng chậu vào đúng vị trí lắm nha cô chú anh chị. Nó bay ra. Dạ. Rồi, đó gì mình. Thì 2.900.000 về các bạn thao hồ làm cái thú chơi của mình. Rồi. 2.900.000 về sửa lên 9.200.000 nha cô chú anh chị. Mã số 10. Mã số 19. Cây Từ Quý dáng trực nha cô chú anh chị nha. Chiều cao là được 66. Hoành tại vị trí này được 22. Hoành bầu là được 100. Mã số 19 Cường xin giao lưu với các bạn 2.700.000. Dạ 2.700.000 nha quý cô chú anh chị ơi. Mã số 19 ha. 19. Rồi đỡ dùm lên luôn 20. Mã số 20 cũng là mã số cuối clip. Tứ Quý nha cô chú anh chị nha. Có những cây Tứ Quý cuối cùng mà giá khoảng chừng 6-7 cây gì đó là cây giá mềm hết cô chú anh chị. Mình về mình chơi mình ghép cúc thọ hương rồi cũng phơm tàn lớn nha cô chú anh chị. Cúc thọ hương hoặc các bạn ghép mai cuốn á. Một số cây kiểu nó mới cây một phong cách. Chiều cao được 79. Hoành tại vị trí này được 26. Hoành bầu là 109. Mã số 20 Cường xin giao lưu với các bạn 2.900.000. Dạ 2.900.000 nha quý cô chú anh chị nha. Mã số 20. 20. Cây Tứ Quý cuối cùng của clip ha. Cuối cùng của clip. Để nơm để lực. Dạ, để nơm để rất lực. Đó, cây này về các bạn đưa vào cái dáng nó cũng hơi bay chút. Được, trồng bay được nha cô chú anh chị. Đó, thì nó rất đẹp. Cây này sữa hơi bay nó hơi lã hơn, cây nó sẽ mềm hơn. Ừ, tức là nó bay xa hơn. Nó sẽ mềm hơn cái dáng trực xíu. Nhìn dáng nó lướt hơn cây kia. Yeah. Cây kia thì bay đi theo phong cách bonsai ngắn. Yeah. Cây này bay là bay xa. Dạ rồi. Cây số 20 cũng là cây mã cuối cùng. Tôi Cường cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Cường rất nhiều. Đó, thì Cường xin chúc toàn thể đại gia đình, tất cả các bạn đam mê mai vàng, mai Từ Quý trên cả nước có một sức khỏe dồi dào để mà mình phát triển qua những cái lúc khó khăn dịch bệnh như tràn lan như thế này. Cường xin chào tạm biệt. Dạ em cảm ơn anh Cường luôn. Em xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn ủng hộ anh Cường, ủng hộ kênh hai cô chú anh chị. Hôm nay thì mình có một số hàng sưu tầm, hàng viết nha quý cô chú anh chị ha. Yêu thích cái nào cô chú anh chị liên hệ với anh Cường giùm em nha.